Bí ẩn về thi thể còn nguyên vẹn trong ngôi mộ cổ nghìn năm ở Trung Quốc, danh tính được xác định là tuyệt thế gia nhân thời Hán. Vào ngày 7 tháng 7, 2002, trên công trường xây dựng đường Hoa Viên ở thôn Song Long, khu Hải Châu thuộc thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một tài xế xe máy xúc bất ngờ đào trúng cổ quan tài cổ nghìn năm. Ngay sau khi phát hiện đó là ngôi mộ cổ, công nhân này đã nhanh chóng báo cảnh sát và nhân viên bảo tàng thành phố đến để xem xét tình hình. Theo như một số nhà khảo cổ cùng đến hiện trường thăm dò, họ có thể suy đoán được đây là ngôi mộ có từ cuối thời Hán 206 trước công nguyên đến 220. Ngoại trừ một phần nhỏ xung quanh, lăng mộ bị thiệt hại, còn lại đều rất hoàn chỉnh. Cấu trúc của lăng mộ cũng như quan tài đều được bảo quản khá tốt dù đã hơn 2.000 năm. Sau khi thực hiện các thủ tục khai quật, quan tài được đưa về Bảo tàng thành phố Liên Vân Cảng và mời các nhà khảo cổ để khám nghiệm. Trong quá trình mở nắp quan tài, những người có mặt xung quanh không khỏi bất ngờ khi phát hiện có nhiều chất dịch nhầy trong quan tài. Điều đặc biệt là thi thể trong quan tài vẫn còn tươi và được bảo quản nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ xác định thi thể đó là nữ có chiều cao 1m6, khoảng 40 tuổi. Xung quanh thi thể, họ phát hiện một con dấu bằng đồng với chiều dài cạnh là 2,5cm. Trên con dấu được khắc chữ Lăng Huệ Bình. Và các nhà khảo cổ cho rằng chủ nhân có khả năng tên là Lăng Huệ Bình. Vào tháng 12 năm 2002, giáo sư Thiệu Thành Văn của Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc đã nhờ vào những công nghệ tiên tiến nhất thời đó để phục hồi thành công bức chân dung của thi thể trong lăng mộ ở Giang Tô. Theo các nhà khảo cổ, họ đoán rằng gia đình bà Lăng Huệ Bình rất giàu và thịnh vượng. Khi qua đời, thân thể của Lăng Huệ Bình được bảo quản tốt, hình dạng hộp sọ đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi hình ảnh. Giáo sư Triệu nói rằng, khuôn mặt của Lăng Huệ Bình khá tròn, lông mày rậm, đôi mắt to, có miệng anh đào. Có thể nói, đây là một tuyệt thế gia nhân thời bấy giờ. Việc bảo quản một xác chết nguyên vẹn trong hơn 2.000 năm là một ẩn số. Khi mở nắp quan tài, các nhà khảo cổ phát hiện thi thể của Lăng Huệ Bình vẫn còn nguyên vẹn đã khiến họ không khỏi bất ngờ. Nhiều người khẳng định đây là một phép lạ cực kỳ hiếm. Họ không bao giờ ngờ được một thi thể nữ có chiều dài 1m6, da vẫn còn nguyên vẹn, các cơ bắp vẫn còn độ đàn hồi, dẻo dai, dây thần kinh và các cơ quan nội tạng về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Trên 6 bề mặt của quan tài, các nhà khảo cổ phát hiện xung quanh được bao bọc bởi hơn 10.000 kg than, sau đó là thành phần silica, một hợp chất hóa học có độ cứng cao, oxit nhôm và oxit sắt cộng với lớp đất dày. Với sự bảo quản tuyệt vời này, lăng mộ được bảo toàn nguyên vẹn dù qua hàng nghìn năm. Ngoài ra, chất dịch nhầy được tìm thấy khi mở nắp quan tài cũng khiến các nhà khảo cổ đau đầu nghiên cứu. Họ thắc mắc những chất này được tiêm vào quan tài từ đầu hay sau khi đóng nắp quan tài nó mới tự động tiết ra. Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa có kết luận. Chất dịch nhầy này được đưa vào bệnh viện Liên Vân Cảng để phân tích thì tìm thấy được có độ pH 7,55, có tính kiềm yếu và có chứa huyết sắc tố. Từ đây, mọi người có thể suy đoán chất này có thể duy trì thi thể của Lăng Huệ Bình không bị phân hủy trong suốt thời gian qua. Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia khảo cổ học Hạng Kiếm Vân tiết lộ một chi tiết cho rằng có những dấu hiệu ngôi mộ này được chôn cất một cách vội vã, khiến người ta cảm giác rằng vẫn còn nhiều điều chưa được thực hiện trước đó. Sau cùng, chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó khiến Lăng Huệ Bình bị chôn cất vội vàng? Thua lỗ, phá sản vì chứng khoán, đại gia lừng lẫy một thời sống cảnh nghèo khó. Hồi những năm 1980, người đàn ông này là người đứng đầu công ty khai khoáng trị giá hàng triệu USD. Công ty của ông khai thác vàng ở Papua New Guinea. Nhờ quá trình đầu tư và kiếm tiền, ông David Gatlin, người Australia, có trong tay khối tài sản 28,4 triệu USD.
Tuy nhiên, năm 1987, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ giảm 508 điểm kỷ lục. Ông bị mất 7,25 triệu USD. Sau đó, vợ ông cũng mất nhiều tiền. Năm 1993, gần như tài sản của ông đã bốc hơi và phá sản. Khi hoàn tất ly hôn với vợ đầu, ông gặp một người phụ nữ người châu Phi. Hai người cùng thuê chỗ ở tại một hòn đảo có tên Phục Hồi. Đây là hòn đảo hoang sơ, ngoài khơi phía đông của Australia. Hai người dựng lều trên đảo để ở với hy vọng có thể xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang chảnh 60 phòng, nhưng rồi ý tưởng đó cũng tiêu tan. Người phụ nữ châu Phi cũng rời bỏ ông với đứa con nhỏ, giờ đây ông sống một mình trên đảo. Ông dùng nguồn điện từ năng lượng mặt trời và Internet, Glassine, chỉ vào trong bờ mua tạp hóa vài lần một năm. Ông tự trồng rau, bắt cua và cá để nấu ăn. Nước ngọt được tích trữ từ nước mưa hoặc lấy từ một địa điểm trên đồi của đảo. Vì quá cô đơn, ông đăng quảng cáo trên mạng tìm kiếm bạn gái, nhưng đến nay vẫn chưa có ai. Từng có một cô gái người Italia đến đảo, song mọi chuyện không đi tới đâu. Giờ đây, ông có một hình nộm phụ nữ sống cùng và coi đó như là bạn gái. Ông có hợp đồng thuê một phần đảo đến năm 2039. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ liệu ông có được tiếp tục ở lại đảo sau năm 2039 hay không. Kỳ lạ phong tục cô dâu gào khóc liên tục cả tháng trước khi lấy chồng. Khóc cưới là một nghi thức truyền thống trong hôn lễ của người thổ gia Trung Quốc. Dù muốn hay không, cô dâu cũng buộc phải khóc trước ngày lên xe hoa. Tiếng khóc thay lời tạm biệt cha mẹ, người thân và chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của chính mình. Nghi lễ khóc cưới được cho là xuất phát từ thời Chiến Quốc năm 475-221 trước Công Nguyên. Trước khi công chúa nước Triệu bị ép gả sang nước Yên, người mẹ đã quỳ dưới chân, khóc lóc và cầu mong cô sớm được trở về. Tục khóc cưới bắt đầu từ đó và được người thổ gia duy trì đến ngày nay. Theo đó, những cô gái thổ gia dùng tiếng khóc để chào mừng ngày trọng đại của đời mình. Thông thường, trước khi cưới một tháng, cô dâu sẽ phải khóc liên tục 60 phút mỗi ngày trong một căn phòng lớn. Tới 10 ngày tiếp theo, mẹ cô dâu sẽ khóc cùng với con mình. Và trong 10 ngày cuối cùng của công cuộc khóc gả, tất cả nữ giới trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu. Cô dâu phải khóc thật nức nở trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân mới được may mắn và suôn sẻ. Từ khi mới 12-13 tuổi, các cô gái của dân tộc này bắt đầu được học khóc gả. Trong mắt họ, những cô gái được gả về nhà chồng khóc càng to, càng não nề thì càng được nhà chồng đánh giá cao. Người thổ gia coi việc có hát được khúc khóc gả hay không là cơ sở để đánh giá tài trí và sự hiền lương của cô gái. Khúc khóc gả được chia thành nhiều phần, mỗi phần dành cho một đối tượng nhất định như khóc bố mẹ, khóc anh chị, khóc cô dì chú bác, khóc từ biệt tổ tông hay khóc cho một người nào đó. Mỗi người đến chào tạm biệt, tặng cho cô dâu một món quà và họ cùng nhau khóc. Nếu người đến thăm không khóc sẽ bị coi là bất lịch sự và cô dâu cảm thấy bị coi thường. Ở một số địa phương như tỉnh Hồ Nam, mẹ chồng của cô dâu đứng sau nhà để lắng nghe những giai điệu này. Trong cộng đồng người dân tộc thổ gia ở tỉnh Hồ Nam, cô dâu còn thực hiện nghi thức mắng bà Mai. Trước đây, khi những hủ tục hôn lễ còn tồn tại, cô dâu thổ gia bị ép gả cho những người đàn ông lạ mặt nên dùng lời ca để oán than và trách mắng. Tuy nhiên, sau này, tục mắng được xem là một hình thức mang lại may mắn cho người làm mai. Hiện nay, tuy nghi lễ này không còn phổ biến như trước nữa, nhưng vẫn có rất nhiều gia đình người thổ gia coi nó như một thủ tục buộc phải có trước khi cử hành hôn lễ. So nice, yeah.
Yeah.